gì thần linh, Antenna. Dừng lại đi. Tại sao dừng lại? Tại sao? Em thôi đi. Sao phải bỏ qua hai đứa con và anh không lo lắng cho chúng sao? Anh phải lặp lại chuyện này bao nhiêu lần nữa? Đi chết đi. Hát, em sẽ không để anh phạm lỗi. Antenna, anh sẽ làm theo ý của em. Em không thể điều khiển anh. Xin anh không thể làm vậy. Anh không thể trao quyền của em cho Kanpana Dadit. Quyền của em sao? Làm ơn đi, làm theo ý của em đi. Nhưng hãy vị thần linh hạ giọng xuống. Con chúng ta đang ở nhà. Vậy thì để chúng nghe đi, nghe hết chuyện này, để chúng biết ba của chúng là người ra sao. Biến đi, biến đi. Hát, hát, hát à, hát. Ác mộng. Mình đã gặp ác mộng. Nhưng sao giấc mộng này lại dài đến như vậy? Có phải mình nghe được tên Đa Đít không? Chào anh. Chào em. Anh sao vậy? Đã trễ lắm rồi, đi được chưa? Uống cà phê trước đi, sau đó chuẩn bị. Anh thay đồ chưa? Đây, cầm lấy đi. Em chuẩn bị xong rồi. Chúng ta không thể đi cùng một lúc. Chúng ta... Em có ý này. Em sẽ nói với Victor là em về nhà mẹ. Được, nếu anh mặc đồ này ra ngoài thì 20 phút sau anh hãy đi. Tạm biệt. Bao giờ cơn ác mộng này không ám mình nữa. Nhưng tạ ơn thần linh vì đây chỉ là một giấc mơ. Là mơ thôi. Dậy đi bà. Dậy đi. Bà tỉnh rồi sao? Bà uống quá nhiều rượu phải không? Bà thích vậy à? Nếu bà thích con mang thêm rượu cho bà. Rát, đừng lớn tiếng với bà chóng mặt quá. Bà biết không? Bà không cần nói gì cả. Có lẽ chúng ta đã trả được thù từ lâu rồi. Lâu lắm rồi. Nếu đầu óc bà không bị rượu làm cho quay cuồng. Rát, bà nói thật là bà không biết gì, không nhớ gì cả. Con đã gặp chuyện gì sao? Lỗi duy nhất đó chính là ba là một kẻ nghiện rượu. Ba đã trở thành một kẻ nghiện rượu. Một người lạ đến nhà chúng ta mình nên quan sát cẩn thận. Nhưng khi con ra khỏi nhà bắt thì ba lại uống rượu rồi ngủ. Sao lại có chuyện này chứ? Thôi đi. Ba nên mở to mắt mà quan sát, phải đề cao cảnh giác. Nhưng mà cứ liên tục uống rượu như vậy, những cơ hội mà chúng ta vụt mất sẽ không còn được lần sau đó bà. Bà thừa nhận đây là lỗi của bà. Con tha lỗi cho bà đi. Bà xin lỗi mà. Đừng mắng nhiếc bà. Bà đau lòng lắm. Bà có hiểu những chuyện mình làm không? Có hậu quả gì không? Vô gia sẽ báo cảnh sát. Và cảnh sát sẽ theo dõi con. Tôi muốn nhắc anh thêm một chuyện. Anh là tội phạm truy nã. Chuyện trình báo với cảnh sát sẽ không mất nhiều thời gian đâu. Sau đó thì kế hoạch của chúng ta thất bại. Không đâu Rát. Chuyện trả thù không kết thúc sớm như vậy đâu. Trừ khi chúng ta tất cả đều ngạ quỵ. Bà hứa với con, chúng ta còn cơ hội mà. Bà sẽ không uống rượu nữa cho đến khi chúng ta thắng cuộc chơi này.
và khi chúng ta khiến cho gia đình Huda sụp đổ, thì bà sẽ uống ly rượu cuối cùng. Bà hứa. Cảm ơn bà. Nếu con có lớn tiếng thì xin bà tha lỗi cho con. Dù già, không có ai ở đây, không cần phải sợ. Em không định nói gì sao? Có gì em cứ nói đi. Em có rất nhiều điều muốn nói với anh, nhưng cứ nghĩ mãi trong đầu là mình đang làm gì, mình đang đi đâu đây, khi nào thì mới không phải diễn kịch nữa, kết quả có được như mong muốn hay không. Dù già, anh hứa với em, mọi thứ sẽ ổn, mọi thứ sẽ tốt đẹp thôi mà. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đối mặt để vượt qua mọi thử thách. Anh biết đích đến vẫn còn rất xa và đầy chông gai, nhưng chúng ta sẽ làm được. Ba ơi ba, con xin lỗi. Tối qua con đã khiến cho ba rất đau lòng, có đúng không? Con và A Chun không có quan hệ gì cả. Và con xin hứa với ba, con sẽ không gặp anh ấy nữa. Qua đi. Dạ. Cầm lấy. Đi mua ít kẹo mừng lại ánh sáng đi. Được rồi. Và nhớ mua quần áo mới cho bọn trẻ. Được. Đi đi. Khoan đã. Thay ga giường và đem mình mới cho tôi. Tôi sẽ đưa cho anh. Dạ thưa bà. Tại sao ngăn kéo này lại mở? Mình đang giữ chìa khóa tủ mà. Tại sao nó lại mở? Cái nút này. Trên áo của chủ nhà cũng có cái nút giống như vậy. Alo. Thưa bà, tôi có chuyện rất quan trọng. Nói đi. Thưa bà, Adiya và Yoya đều không có ở nhà. Cái gì? Vậy cậu đang ở đâu vậy? Cậu đi chết đi. Cậu chờ xem. Thần Rama cũng không cứu được cậu đâu. Rách. Adiya và Yoya biến mất sao? Phải. Con biết. Con biết chắc là họ sẽ làm gì đó không đúng. Yoya sẽ làm được gì? Tình cảnh của nó còn tệ hơn gia đình Huda nữa. Hai người họ đã hận nhau sau khi yêu nhau. Còn chờ đó. Tình yêu này
sẽ khiến hai người họ phải khóc. Rất thảm thiết. Adiya, cầu đặt đèn ở khắp các góc trong mỗi phòng đi. Nhớ để ý đến những tấm màn đó. Và thứ ba, và đây là danh sách các đồ vật cần cho lễ cầu nguyện. Chuẩn bị nhanh lên. Chúc mừng lễ hội ánh sáng. Chúc mừng lễ hội. Quà của em đây. Cảm ơn anh. Em à, mở ra xem thử đi. Mọi yêu thích của em đó, em sẽ thích. Hát, em mở quà sao? Em chắc nó rất đẹp. Và em biết em sẽ thích quà của anh. Mở đi anh Chana. Nè, có chuyện gì? Hát ra Adi không có ở nhà. Hôm nay không có ở nhà. Adi không có ở nhà thì có lạ gì đâu. Nó sẽ về thôi. Em hy vọng là Adi về đúng giờ. Nhiều người sắp đến đây rồi. Hàng năm Adi đều cùng anh thực hiện nghi lễ. Nhưng Yoya hôm nay có mặt ở đây. Nghi lễ sẽ diễn ra suôn sẻ mà anh Chana. Em là nghĩ quá nhiều rồi. Em không nghĩ quá đâu. Anh có nhớ không? Khi Adi không hòa thuận với anh thì nó vẫn chưa bao giờ bỏ qua buổi lễ này. Nhưng lần này em cảm thấy lo lắng quá. Người này, vô nhà xem đi. Có một người trong tấm ảnh bị cắt mất mặt. Cứ như ai đó muốn giấu mặt anh ta. Là ai không muốn nhìn hay không muốn để lộ? Em nghĩ sao? Adiya, em nghĩ là có một bí mật rất lớn bị che giấu ở đây. Chúng ta nên rời khỏi đi ngay. Đây, mang cái này theo. Đi thôi. Thank you.
em không thấy rõ gì cả. Vô gia dòng cổ này, em biết gì không? Akansha, đến chỗ Akansha đi. Cô ấy sẽ quét ảnh tải về máy tính và cố gắng phục hồi. Anh chắc là cô ấy sẽ có thể làm ảnh này rõ nét hơn. Anh nghe lời em về nhà làm lễ. Em sẽ đi gặp Akansha. Nhưng mà Adiya, chuyện anh có mặt ở nhà rất là quan trọng. Anjana, Anjana, em tới xem đi, ai đây? Nikki và Ayan. Mọi người, đã đến giờ cúng đèn rồi. Con trai lớn của hai người vẫn chưa về. Chắc là nó đang về. Thầy cứ bắt đầu luôn đi. Được, thầy bắt đầu cúng đi. Được. Mẹ, mẹ, con xin lỗi. Con về trễ quá. Con sẽ đi thay đồ ngay. Cảm ơn cô. Hôm nay là lễ hội nhưng mà cô vẫn đến. Cảm ơn rất nhiều. Mona, phục hồi ảnh mất bao lâu? Tôi làm xong rồi, đợi ảnh xuất ra thôi. Cảm ơn cô. Cô vô gia, Mona làm ơn, tôi có một yêu cầu. Cô đừng nói ai biết về chuyện này. Dạ được thưa cô, đưa cho tôi một bản in đi. Làm ơn, được rồi. Mình phải nói chuyện với Adiya.